Ôi, thích lắm Owen ơi. Thì máy bay của tớ bị hết nhiên liệu năng lượng mặt trời. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ giúp cậu nạp năng lượng mặt trời thôi. Ngày chúng mình gặp nhau trên hành tinh của tớ nhé. Tặng các bạn bông hoa thần kỳ này, nó sẽ giúp các bạn thực hiện được những giấc mơ của mình. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn bạn. Sao cậu lại biến thành tí hổ thế này? Cậu chạm vào bông hoa rồi. Cho cậu đấy, nhưng trước tiên cậu phải giải được câu đố này đã. Trong xa tưởng là mèo, lại gần hóa là chim. Ban ngày ngủ liêm diêm, ban đêm đình bắt chuột là con gì? Là con cún.
Đúng mèo. Rồi, cậu cũng thông minh ra phết nhỉ. Yeah. Giờ chúng mình cùng chơi nhé. Lâu ơi, ở đây cơ mà. Quá, quả ngon quá. Bên đây nè Lâu. Cậu chỉ được cái tham ăn. Chúng mình cùng chơi ghép hình nhé. Cậu nhìn tớ làm này. Để tớ xoay nốt con cú mèo của cậu nha. Ôi ôi không được. Ok, xong bé. Mà biết bay vậy? Tớ là cá chuồng. Vì sao các bạn lại bay được thế? Loài cá chuồng chúng tớ bay được là nhờ có một cơ thể rắn chắc. Đặc biệt vây ngực của chúng tớ rất dài, lại nằm sát vào hai bên mình. Chúng tớ có thể bay đến 400 mét. Đuôi cá chuồng vẫy liên tục 70 lần trong mỗi giây. Sau đó chúng tớ xòe bộ vây ngực để tạo thành đôi cánh như những chiếc tàu lượn. Khi muốn đáp xuống mặt nước, bộ vây ngực sẽ được gấp lại. Thì ra nhờ kết cấu của vai như vậy mà cá chuồng các bạn bay được. Thích thật đấy. Bạn trở về với đàn cá nha. Tạm biệt. Tạm biệt cá chuồng tạm nhé biệt. Tạm biệt cá chuồng nha. Quả kia đấy đấy đấy. Ây à, hay bắt lấy này. 2, 3, 4. Ây à, 5, 6 lấy này nhiều quá. Bun ơi
Cậu có biết tớ vừa nghe thấy chuyện gì không? Cậu nghe được chuyện gì thế? Tớ vừa qua khu rừng thì nghe thấy bàn tán xôn xao của các bạn chim. Cậu kể nhanh lên đi. Là cá ngựa bố biết đẻ con đấy. Hả? Cá ngựa bố biết đẻ con á? Không thể tin được. Vậy thì chúng mình cùng thám hiểm thôi. Anh cá ngựa ơi, anh hải mã ơi, anh có thể đẻ con được sao? Đúng vậy đấy, anh giải thích rõ hơn được không ạ? Đến mùa sinh sản, bên sườn cá ngựa được hình thành những nếp nhăn và dần phát triển thành chiếc túi con. Cá ngựa cái sẽ phóng trứng vào chiếc túi ấy, mỗi đợt khoảng 100 trứng. Mỗi đợt khoảng 100 trứng á? Trứng sẽ hóa thành bào thai, lúc này trên thành túi nuôi con của cá ngựa được xuất hiện rất nhiều mạch máu nổi, nối liền với mạch máu của các bào thai nhằm cung cấp dưỡng chất cho chúng. Môi trường sống của cá ngựa là vùng đáy biển nông, rất phức tạp và thường xuyên đối mặt với nhiều nguy hiểm. Chính nhờ tập tính này mà cá ngựa mới đảm bảo được tối đa cho việc truyền giống. Thế giới đại dương thật là thú vị. Cảm ơn anh cá ngựa đã cho chúng em hiểu được một điều lý thú. Bọn mình mà như thế thì trông buồn cười lắm nhỉ. Sẽ có hàng nghìn chú sư tử con được sinh ra. Tớ sẽ cho cậu biết tài đi câu của tớ. Ái chà, fan này chắc được bữa no đây. Cậu nhìn cua bò ngang kìa. Đi kiểu gì mà lạ thế không biết. Lạ thật đấy. Bạn Ếch ơi, vì sao cua lại bò ngang vậy? Cua có 8 chân 2 càng, nhưng các khớp chân của chúng chỉ có thể gập theo một hướng ngang. Khi bò, chúng dùng chân của một bên bám xuống đất, các chân bên kia đẩy người di chuyển về một bên. Do vậy, cua chỉ có thể di chuyển ngang mà thôi. À, thì ra là vậy. Cảm ơn bạn nhé.
Chạy. Ơ.